chào các bạn, tôi là Nguyễn Thành Bác đến từ IK Center. Ở những clip trước thì tiếp tục cái clip hôm nay tôi sẽ hướng dẫn chúng ta các anh chị cách đo kiểm tra cái MOSFET trong cái mặt nguồn cũng như là trên mặt nguồn LCD, xem MOSFET này còn hoạt động tốt hay không, cái đường kênh cũng như là đo kích. Xin lỗi các anh chị, các bạn, tôi nhầm một xíu. V tức là mình lấy cái chữ đầu tiên là chữ cái đầu tiên là chữ V đó các anh chị, chứ phải G, tôi nhầm ha. Đây ta đo DF nè. V tức là cực V của MOSFET này. Rồi bây giờ tôi sẽ dẫn chúng ta các phần đo. Đầu tiên chúng ta sẽ đo xem nó sống hay chết, có bị rò rỉ hay chạm gì không. Thì chúng ta sẽ đo DS trước. Vô anh chị nhớ đo DS trước nha. Chứ nếu anh chị đo những chữ khác là họ vô tình mình sẽ bị đo kích rồi đó. Thẳng kim lên, sát vô. Tôi thấy là nó tầm khoảng 3 ký mấy à. 3 ký mấy. Ok. Tôi sẽ hình đảo que. Đảo que thì nếu như là mình hiểu giống như cách đo diode thôi, nó không lên vô cùng. Ok. Nếu mà nó lên hết là không được, bị rỉ rồi. Rồi. Còn lên bằng không là chọc. Bây giờ tôi sẽ đo GD, GS, đảo que. Cái này tôi làm nhanh, đảo que nhanh, cái này mình đã biết ở trên store rồi. Như vậy là trên store này tốt. Bây giờ hồi nãy tôi có đề cập tới vấn đề xác định kênh, thì các anh chị quan tâm cái chiều DF thôi. DF thì chúng ta thấy là nó có một chiều lên, một chiều không lên, đúng không? Các anh chị đo DF nè, không lên đúng không? Không quan tâm. Ở đây các anh chị quan tâm tôi cái chiều lên thôi. Ok, lên đúng không? Rồi các chị quan sát nè, câu thằng chú nói gì, câu thằng chú nói gì, đen gen. Ở đây tôi xin lỗi, tại vì tôi chưa có đổi dây. Nếu mà anh chị mà đồng hồ kim anh chị không đổi dây á, thì câu thằng chú này nó không đúng nữa rồi, phải đổi dây lại thì nó áp dụng mới đúng cho cả số dẫn kim, nếu không anh chị sẽ bị rối đấy. Đổi dây như thế này là anh chị thấy nó sẽ là như thế này, là nó lên nè, đồng hồ số quay trang vậy ha. Thì anh chị thấy là đen tức là quay đen nè, quay đen đúng không, đang ở cực nào, ở D đúng không? D là D nè, đen là que đen, D tức là cực D. Mà nó lên thì chắc chắn ở đây nói gì, con chú nói gì? N. Vì chắc chắn cái con này phải là kênh N này. Giả sử như chị không đọc được cái mã của nó. Nghe không? Chị hiểu ý chưa? Đen là que đen, D tức là cực D, mà nó lên chắc chắn kênh N. Cái con thằng chú này rất là vần anh chị. Thì chắc N. Con chú mình đọc không dần là mình nghĩ là sai, giống như con chú chơi sector là gì, đỏ bỏ nhỏ hay mình thấy nó dần là đúng. Rồi bây giờ MOSFET thì anh chị còn phải kiểm tra tiếp là nó có kích hay không. Kích có nghĩa là sao? Tại vì nó là chơi sector trường, cho nên khi người ta đưa một cái điện áp nhất định vào cái chân G, cực G á, thì lúc này DF nó sẽ dẫn thông mạch. Vậy vô không, bây giờ mình sẽ kiểm tra thêm nó có thông mạch hay không. Nếu không thông mạch là nó có vấn đề, nó không đóng được đó. Thì đo kích các anh chị làm như sau. Đo kích ha. Đo xem nó còn kích được không. Đo kích. Đo kích các anh chị đo như sau. Bước 1. Bước 1 các anh chị nạp điện. Nạp điện cho G. Thì cái nạp điện cho G thông thường chúng ta dùng đối với đồng hồ một số dùng que đỏ, đồng hồ đen thì dùng que đen, đồng hồ kim thì dùng que đen. Nhưng mà ở đây tôi đã đổi dây rồi, coi như nó đồng hồ số à. Vậy mình hiểu que đỏ, dây đỏ tức là dương, vậy là mình dùng que đỏ. Que đỏ mình nạp điện cho nó. Khi mình nạp xong rồi, bước 2 chúng ta sẽ đo lại DS. Đo lại DS. Nếu mà lúc này mình thấy nó là không ôm thông mạch. Sau đó bước 3 mình sẽ xả điện cho tức là mình làm cho chân G mất điện đi, mất điện đi thì DS nó không dẫn, tức là lúc này mình sẽ que đen, mình dùng que đen ha, các chị đừng dùng que đỏ nha. Que đen mình sẽ cho nó chạm với lại chân D, GD để cho nó mất điện. Bước 4 chúng ta tiến hành đo lại DS, thì lúc này DS nó trở lại bình thường, tức là nó không thông mạch, tức là nó vô cùng. Chị hình dung không? Bây giờ tôi thực hành thử cho các anh chị dễ theo dõi. Bước 1,
tôi cũng để nhân một ký, tôi tiến hành nạp điện ở chân G. Thì thông thường nạp điện chân G thì quay đen mình sẽ để ở một cái chân nào cũng được. Đây tôi sẽ cà cà thì nạp điện ha. Đó, anh chị nạp điện cho nó. Thì điện lấy từ pin nè. Nạp khoảng 3 V. Rồi, nạp thử, rồi đo lại DS ha. Rồi nó xả nhanh quá. Thì một số móc phát chị thấy nó xả rất là nhanh ha. Rồi, tôi tiến hành nạp lại. Một số phép đó khi anh chị nạp điện anh chị phải đo ngay, nếu không nó xả rất là nhanh, nó xả điện rất là nhanh, chị vừa vừa lấy que ra là nó xả, là xả rất là nhanh, chị thấy không, nó lên được xíu nó mới xả liền, thấy chưa, chị thấy là kim nó sẽ lên rồi đó. Thì mình nạp càng lâu á thì nó sẽ về không. Bây giờ tôi sẽ chỉnh lại nhân 1 ha, để tôi dễ anh chị dễ theo dõi. À, tôi xin lỗi, do cái đồng hồ kim á mình đổ dây á, cho nên thành ra mình nạp lúc này nãy tôi nạp là hơi ngược cực á. Bây giờ tôi sẽ dùng que đen tôi nạp ha, tôi nạp lại. Các bạn đổ dây nếu nạp được, đừng, nếu nạp que đỏ không được thì các bạn dùng que đen này, các bạn nạp nạp ha. Tôi sẽ nạp lại lần nữa. À, móc phát này nó xả rất là nhanh. Những cái móc phát khác ví dụ nguồn tiết á, mình nạp nạp là mình thấy nó dẫn ngay. Ok. Đó thì đó là cái cách để chúng ta đo kiểm tra nó kích hay không. Thì chắc là ở những cái clip tiếp theo tôi sẽ dùng một cái móc phát khác của nguồn tiết, tôi sẽ hướng dẫn lại thì anh chị sẽ dễ theo dõi hơn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip.